Cách kiếm tiền trên thị trường chứng khoán dựa theo phân tích kỹ thuật Technical Analyst TA, đối với dân lướt sóng, trader, thì cách kiếm tiền của họ dựa trên việc vào gia đúng nhịp. Theo các tín hiệu trên đồ thị kỹ thuật như MA20, MACD, RSI, giá, khối lượng, kết hợp với xác định xu hướng của thị trường chung đang trong trạng thái nào. Việc giao dịch theo TA người trader cần có hiểu biết về phân tích kỹ thuật và với những người trader thì không cần biết đó là cổ phiếu cơ bản hay đầu cơ, và mọi thứ đã được phản ánh vào đồ thị. Từ kết quả kinh doanh, thông tin nội bộ, do đó họ chỉ mua bán theo những tín hiệu và hệ thống trading của họ. Tố chất cần có của một dân trader chuyên nghiệp là tính kỷ luật. Có thể khi cổ phiếu xuống thấp bạn không dám mua, bắt đáy, nhưng họ vẫn mua. Và khi cổ phiếu lên cao, bạn không dám vào nhưng họ có thể mua ở những điểm mua số 2, 3. Mua bước sống tiếp theo hay mua ở những điểm theo đà, bùng nổ. Nhược điểm của phương pháp này là sẽ phải thường xuyên theo dõi bản điện tử để đọc lệnh, xem cung cầu, dòng tiền. Và có thể phán ứng nhanh khi có những dấu hiệu kỹ thuật, đòi hỏi phải mua hoặc bán, nên sẽ tốn nhiều thời gian, ngoài ra việc giao dịch liên tục theo TA sẽ tốn rất nhiều phí và thuế và vấn đề thanh khoản sẽ là giàu cản đối với dân trading. Họ có thể sẽ bỏ qua các cơ hội kiếm tiền như SLS thời 2X, thanh khoản rất thấp, và thường chỉ mua vào khi dòng tiền đều, ra vào nhanh. Nhưng khi cổ phiếu thỏa mãn những tiêu chí của dân trading như thanh khoản cao, mua bao nhiêu cũng có thì cổ phiếu thường giao dịch ở mức giá rất cao. Ví dụ BTB thời giá 2X năm 2014 thanh khoản 5 trừ 10000 CB trên phiên. Khi đó vốn hóa cả công ty chỉ có khoảng 300 tỷ. Nhưng khi thanh khoản nó đã đạt 100 200.000 CB trên phiên thì giá BTB đã 138.000 D trên CB và vốn hóa đã là 2.990 tỷ, tức là cao gấp 10 lần so với giá lúc thanh khoản thấp thời 2014 bạn sẽ phải trả giá cao hơn khi cổ phiếu thỏa mãn nhưng tiêu chuẩn kỹ thuật thường thì những người trách đơi chuyên nghiệp có hiệu quả không cao vì việc phải trách đinh theo sóng thì những lần chốt lời cứ lót thường xuyên sẽ đạt tỷ suất sinh lợi không cao ăn nhỏ lãi lỗ bù trừ cho nhau nhưng nó đảm bảo họ sẽ vẫn tồn tại được trên thị trường nếu tuân thủ những nguyên tắc trách đinh theo kỹ thuật dựa theo phân tích cơ bản Fundamental Analyst fa với những người theo trường phái FA thì điều duy nhất họ quan tâm là nội tại của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sản phẩm, chiến lược kinh doanh, ban lãnh đạo. Họ ít khi theo dõi bản điện và nguyên tắc mua bán của họ dựa trên việc định giá giá trị doanh nghiệp. Ưu điểm của phương pháp này là nhà đầu tư sẽ tránh được việc mua phải những cổ phiếu lẫm, cơ cấu tài chính thiếu lành mạnh hoặc mua ở giá quá cao. Nên nếu nhận định đúng doanh nghiệp họ có thể kiếm lãi rất lớn thậm chí lớn hơn 100% do phương pháp này đòi hỏi tính kiên trì lớn chọn cổ phiếu và kiên trì nắm giữ nên nhiều khi trước những đợt biến động mạnh của thị trường thì họ phải hứng chịu việc nhìn lãi trên tài khoản của mình bốc hơi ví dụ khi cổ phiếu HPG rơi từ 30 về 20 vào cuối năm 2016 thì có nghĩa tài sản của bạn đã bị bốc hơi 50% một con số không hề nhỏ hoặc như nếu bạn cầm BTB thì gần như cả năm 2015 nó không tăng thì đồng nghĩa với việc nếu bạn nắm tỷ trọng lớn BTB bạn cũng sẽ mất nhiều chi phí cơ hội khi những dòng cổ phiếu khác đang tăng trên thị trường. Dựa theo phương pháp đầu tư tăng trưởng đây là phương pháp kết hợp cả FA và TA dựa trên sự tăng trưởng EPS, doanh thu, lợi nhuận và các dấu hiệu kỹ thuật để trading, hay nói cách khác là trading trên những cổ phiếu cơ bản và phương pháp này tạo ra dứt thành công trên thị trường với những cổ phiếu tăng chưa thấy đỉnh như ctd vcs btb mvkg ưu điểm của nó là sẽ tránh việc mắc vào những cổ phiếu rủi ro và không thoát được hàng khi có tên xấu và cũng tránh được việc bốc hơi lợi nhuận khi thị trường vào những đợt sụt giảm mạnh hoặc cổ phiếu có dấu hiệu điều chỉnh tuy nhiên những người đầu tư theo trường phái tăng trưởng thì tiêu chí tăng trưởng phải đảm bảo trong 3 đến 5 năm liên tục. Và đây cũng là nhược điểm vì khi cổ phiếu đã tăng trưởng doanh thu lợi nhuận hay S3 trừ 5 năm liên tục thì giá cổ phiếu ở một ngưỡng rất cao, trên thị trường chứng khoán tất cả những gì nhìn thấy được đều phải trả giá bằng tiền. Và sẽ phải chịu rủi ro nếu nhà đầu tư không định giá chuẩn doanh nghiệp, ngành nghề và các rủi ro tác động đến doanh nghiệp đó. Ví dụ như ga thời 104.000 đồng trên CB, quỹ Tây mua Quỹ ta mua. Dòng tiền giàu giàu như thác đổ. Vượt đỉnh. Chuẩn mô hình TA. Những ai mua thời điểm đó thì chứng kiến cổ phiếu ga rơi từ 104.000 đồng trên CB về 26.000 đồng trên CB. Dựa theo tính nội bộ nhiều người không giỏi phân tích doanh nghiệp và đọc được đồ thị kỹ thuật nhưng lại rất thạo tin. Phương pháp đầu tư của họ là mua vào những cổ phiếu trước khi có các tin tức như kết quả kinh doanh tốt ban lãnh đạo sắp mua vào và đến khi tin ra họ bán chốt lời rủi ro của phương pháp này là khi thông tin đến tay mình thì nó đã phải qua rất nhiều người tam sao thất bản và đến tay của mình giá cổ phiếu cũng đã tăng được một đoạn ngoài ra chỉ cần thông tin sai lệch thì dẫn đến rủi ro rất lớn vì các nguồn tin trên thị trường đồ chính xác không phải là tuyệt đối đánh theo tin đúng 10 lần sai một lần có khi cũng mất sạch Dựa theo game có những cổ phiếu được đưa lên sàn để thực hiện những mục tiêu của nhà tạo lập, có những cổ phiếu cần được đẩy giá lên để phát hành thêm, để thế chấp vay vốn ngân hàng, để vào ETF. Nên nhiều nhà đầu tư trên thị trường thường đọc vị ý đồ của lái, đoán game để quyết định giải ngân theo. Nhược điểm phương pháp này là quyền định đoạt nằm trong tay đội lái và chỉ cần đọc sai game hậu quả cũng rất lớn. Kết luận mỗi phương pháp kiếm tiền trên thị trường chứng khoán đều có những ưu và nhược điểm phương pháp nào phù hợp còn tùy thuộc vào năng lực của mỗi nhà đầu tư cũng như tính cách của họ